Ngày 18 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện giao thông có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương, chở bệnh nhân đi cấp cứu. Theo đó, trưa ngày 17 tháng 5, trên mạng hội xuất hiện một đoạn video ghi lại nội dung một chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C00658 có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Phương chở người đi cấp cứu đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 hướng Phú Thọ Tuyên Quang, đoạn qua xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tuyên Quang đã xác định chiếc xe tải nêu trên được đăng ký tên chủ sở hữu có địa chỉ ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, chủ sở hữu này đã bán cho một người ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ từ năm 2016. Ngày 17 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xác định được người điều khiển xe ô tô tải trong video là H, sinh năm 1992, trú tại khu 1, xã Trạm Thẳng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đoạn đường lái xe không nhường đường cho xe cứu thương khoảng 10 km. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành lập biên bản đối với H về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, quy định tại Điều 5, Nghị định 100, xe 2019, xe NDCB của chính phủ, mức tiền phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Với người bệnh đang cần cấp cứu, thời gian nhanh hay chậm có thể quyết định tới tính mạng của họ vậy không hiểu lý do gì mà người lái xe tải trên lại cho mình có quyền đùa cợt trên sự an nguy của người khác như thế chỉ có thể là do nhận thức quá kém